Thi Nhung xin kính chào quý khán giả của Việt TV và Radio. Quý vị đang theo dõi phần tin Việt Nam thành đến tỉnh và sau đây là những bản tin chi tiết. Bản tin đầu tiên cập nhật về diễn biến dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam. Thưa quý vị, Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam vào chiều ngày 16 tháng 11 ghi nhận đã vừa có thêm 2 ca dương tính với nCoV, đều là người nhập cảnh, đã được cách ly ngay tại tỉnh Quảng Ninh và Đà Nẵng. Các ca nhiễm mới đã nâng tổng số ca nhiễm virus Vũ Hán tại Việt Nam lên con số là 1.283 người. Trong đó có 1.124 người đã hồi phục, 35 người đã tử vong, số còn lại đang được điều trị. Liên quan đến vaccine COVID-19, mới đây vào hôm 16 tháng 11, hãng dược Moderna tuyên bố vaccine COVID-19 của họ đạt hiệu quả lên đến 94,5% dựa trên dữ liệu sơ bộ thử nghiệm giai đoạn cuối. Vậy là tính đến thời điểm hiện tại, Moderna đã trở thành nhà sản xuất thứ hai ở Hoa Kỳ báo cáo kết quả vaccine vượt xa mong đợi. Như vậy, cùng với sản phẩm của hãng Pfizer, Hoa Kỳ có 2 loại vaccine COVID-19 dự kiến sẽ được phê duyệt khẩn cấp vào tháng 12 trong năm nay. Ưu điểm của vaccine Moderna là không cần bảo quản ở nhiệt độ lạnh như sản phẩm của Pfizer, giúp cho quá trình phân phối dễ dàng hơn. Đưa những người Việt Nam bị nạn ở Cambodia về Việt Nam. Thưa quý vị, vào ngày 16 tháng 11, tại cửa khẩu Ba Vét Mộc Bài ở Tây Ninh, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Cambodia đã bàn giao 5 người Việt cùng với 6 thi thể. Trong nhóm công dân Việt Nam bị tai nạn tại Siem Reap cho chính quyền tỉnh Tây Ninh và gia đình của họ. Xin được nhắc lại, trước đó vào đêm 5 tháng 11, tại huyện Chikren, tỉnh Siem Reap ở Cambodia, đã xảy ra vụ lật xe chở 11 công dân Việt Nam. Vụ tai nạn đã khiến 6 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng Cambodia đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc và đưa số người bị thương đi cấp cứu. Được biết, Đại sứ quán Việt Nam đã tự huy động và kêu gọi một số nhà hảo tâm hỗ trợ phần lớn các chi phí cho việc làm hậu sự cũng như việc hồi hương các nạn nhân. Bản tin từ Sài Gòn cho biết người dân có thể đổi rác thải tái chế để lấy quà hoặc là tiền. Sáng ngày 16 tháng 11, công ty môi trường đô thị thành phố Sài Gòn là Citenco cho biết đã vừa ký kết với các đối tác một biên bản ghi nhớ về việc xây dựng hệ thống thu gom và xử lý rác thải tái chế từ chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Bản ký kết có hiệu lực trong vòng 36 tháng. Trong đó, tập trung vào việc thiết lập mạng lưới thu gom chất thải tái chế tại thành phố Sài Gòn. Theo nội dung ký kết, thì chất thải tái chế sẽ được thu gom tại các trạm trung chuyển, tại các nguồn thải có khối lượng phát sinh lớn và tại các cơ quan đoàn thể trong khu vực thành phố. Tại đây, người dân có thể đổi rác tái chế để lấy quà tặng hoặc đổi thành tiền. Citenco cho biết chương trình đặt mục tiêu thu gom và xử lý 200 tấn rác thải tái chế mỗi ngày, thúc đẩy các hoạt động thu gom, thu hồi, tái chế và sử dụng nguồn tài nguyên từ rác thải. Tổng thiệt hại sau cơn bão Vamco, thưa quý vị, cơn bão số 13, quét dọc các tỉnh miền Trung trước khi đổ bộ vào Quảng Bình đã gây ra gió mạnh, mưa lớn khiến cho 19 người bị thương, gần 6.000 ngôi nhà của người dân bị tốc mái, 17 tàu thuyền bị hư hỏng và gần 40 km bờ sông, bờ biển bị sạt lở. Đó là thống kê ban đầu do Ủy ban Phòng chống thiên tai Loan Đi vào sáng 16 tháng 11. Theo đó, vào ngày 15 tháng 11, cơn bão số 13 Vamco đi dọc các tỉnh miền Trung, rồi đổ bộ vào đất liền tỉnh Quảng Bình với sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 11. Sau đó, cơn bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan dần. Các địa phương cũng ghi nhận thiệt hại về điện lực với 2 hệ thống lưới điện ở Đà Nẵng và ở Quảng Trị bị hư hỏng. Trước diễn biến hoàn lưu bão tiếp tục gây mưa lớn, giới hữu trách đề nghị các tỉnh thành tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ sau bão cùng với tình trạng sạt lở đất để kịp thời có các phương án ứng cứu và khắc phục kịp thời. Sạt lở hàng chục km dọc biển Quảng Trị sau cơn bão Vamco. Sức gió của bão Vamco, cơn bão số 13 đã tạo nên những cột sóng cao khủng khiếp, khiến cho bờ biển kéo dài hàng chục km dọc huyện Do Linh ở Quảng Trị bị đánh tan hoang. Người dân cho biết chưa khi nào có một đợt sạt lở lớn như vậy xảy ra tại khu vực này. Chỉ sau một đêm, bờ biển kéo dài hơn 10 km đã bị nước biển xâm lấn. Trong đó, khu vực bờ biển ở xã Do Hải là bị nặng nề nhất.
Sóng lớn cũng được cho là đã kéo nhiều cây dương to lớn đổ sập xuống mặt biển và bị nước cuốn trôi đi. Nhiều mảng bê tông lớn và trụ bê tông cũng trong tình trạng tương tự. Theo thống kê sơ bộ của tỉnh Quảng Trị, cơn bão đã làm cho 5 người bị thương và 52 ngôi nhà bị tốc mái. Ngoài ra còn có 17 cột điện và cây xanh bị ngã đổ, nằm ngổn ngang trên đường khiến cho giao thông lẫn sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Trong khi đó thì cũng ghi nhận cho thấy là lượng rác khổng lồ đã bít kín bờ biển Đà Nẵng sau cơn bão số 13. Một khối lượng rác rất lớn bị sóng đánh tấp vào bờ biển Nguyễn Tất Thành ở thành phố Đà Nẵng sau khi cơn bão số 13 đi qua. Sáng ngày 16 tháng 11, ghi nhận tại bờ biển này là tình trạng rác kéo dài gần cả cây số, có những đoạn chất cao. Trong đó, rác chủ yếu là cành cây khô, rễ cây và bao ni lông. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết đã có kế hoạch dọn dẹp môi trường sau bão. Trong đó, đối với rác ven biển, sẽ tiến hành dọn dẹp từ ngày 17 cho đến 22 tháng 11. Cũng theo sở này, thì sau khi dọn dẹp xong rác trong khu vực đô thị, chính quyền các địa phương sẽ khảo sát và huy động lực lượng để tiếp tục dọn vệ sinh rác khu vực ven biển. Bản tin đánh đi từ Bà Rịa, Vũng Tàu cho biết là bãi biển Long Hải đã bị một công ty lấn chiếm để trồng dừa. Hơn 3.700 m2 bãi biển Long Hải là diện tích đất do nhà nước quản lý, đã bất ngờ bị một công ty lấn chiếm để trồng 200 cây dừa. Theo ghi nhận vào sáng ngày 16 tháng 11, tại bãi biển Long Hải thuộc huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, đã có hàng trăm cây dừa cao trên dưới 4 mét được trồng từ nhiều tháng qua. Các cây dừa ở bãi biển đã ra rễ non, một số cây khác thì bị sóng biển đánh lật ngang, tróc gốc. Chính quyền tại đây cho biết, tính cho đến nay thì phía công ty trồng dừa vẫn chưa cung cấp được hồ sơ pháp lý có liên quan đến diện tích đất bãi bồi này. Công ty này được xác định là công ty du lịch khách sạn Phúc Đạt, có trụ sở tại thị trấn Long Hải. Vụ việc đang được làm rõ. Bản tin từ Hà Nội cho biết một người phụ nữ đã vừa bị sát hại bởi con ruột của mình. Công an huyện Gia Lâm ở Hà Nội vào hôm 16 tháng 11 cho biết đang tạm giữ một đối tượng đã vừa đâm chết mẹ ruột của mình sau khi xảy ra cãi vã. Vào thời điểm xảy ra vụ việc thì nghi phạm này được cho là đang sử dụng ma túy. Tin cho hay vào khoảng 4 giờ 30 phút chiều cùng ngày, Nguyễn Hồng Giang, 35 tuổi, tới gặp mẹ ruột của mình là bà Nguyễn Thanh Thùy, 57 tuổi, trú tại một khu chung cư ở huyện Gia Lâm. Tại đây, hai mẹ con dường như đã xảy ra cãi vã. Giang đã dùng dao gọt hoa quả, đâm nhiều nhát khiến cho bà này tử vong ngay tại chỗ. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và bắt giữ Giang. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra. Xác định được nghi can trong vụ thi thể người phụ nữ trong ngôi nhà hoang. Liên quan đến vụ người phụ nữ bị mất tích và thi thể sau đó được tìm thấy trong căn nhà hoang đang trong quá trình phân hủy, cơ quan chức năng Cà Mau vào chiều 16 tháng 11 cho biết bước đầu đã xác định được nghi can. Đây được cho là một người đàn ông 55 tuổi, ngụ ở huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Trước đó, sau khi phát hiện thi thể người phụ nữ vừa nêu trong căn nhà hoang ở huyện Cái Nước, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra và phát hiện người đàn ông này có liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, sau khi truy tìm, công an phát hiện người đàn ông trên đã chết trong tư thế treo cổ. Được biết, nữ nạn nhân 37 tuổi có tật ở chân và làm nghề bán vé số trong nhiều năm qua, có quen biết với người đàn ông này. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xử lý vụ việc theo quy định. Bản tin cuối đánh đi từ Bình Dương cho biết đã vừa phát hiện một lò sản xuất ma túy quy mô lớn. Lực lượng chức năng đã vừa phát hiện một lò sản xuất ma túy tổng hợp với quy mô lớn, thu giữ gần 2.700 viên ma túy tổng hợp, 5 túi ma túy đá cùng với nhiều dụng cụ có liên quan. Ngày 16 tháng 11, Công an huyện Phú Giáo ở Bình Dương xác nhận thông tin trên và cho biết Nguyễn Bá Việt sinh năm 1983, quê ở Bắc Ninh, là người điều hành lò sản xuất này. Đáng chú ý, Việt vốn là người đã bị nghiện ma túy lâu năm và có nhiều mối quan hệ phức tạp. Gần đây, Việt lên mạng để tìm hiểu công thức làm ma túy tổng hợp, rồi mua tiền chất từ các đối tượng không rõ lai lịch, tự mày mò và cũng tự bào chế ra ma túy tổng hợp, nén lại thành viên để sử dụng cho bản thân mình và bán cho con nghiện.
Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin Việt Nam thành đến tỉnh của đài truyền hình Việt TV và Radio. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin kế tiếp. Xin kính chào.